giọt thôi, không mẹ chồng hết cái linh kiện. Trời ơi. Anh em đưa quyết định đúng đắn nhất để đặt long với hổ nhá. Có cả hòa đấy nhưng mà tỷ lệ về hòa rất là ít. Nói chung là anh em cứ đưa quyết định đúng đắn nhất để đặt về chín money thôi. Ok nào, xuống kết quả nào, 9. Rồi, ăn chắc rồi anh em, 9 là ăn rồi. Ok chưa? Đó thì bây giờ mình dẫn anh em cái làm sao cách để nạp rút nạp lại bạc những cái sự kiện hot của game nhá. Người thoát ra. Phần nạp tiền ở đây này, anh em nhìn này, nạp thẻ cào siêu tốc mobile Zalo Pay e-banking này, có rất nhiều kiểu nạp luôn nhá. Đó thì phần đổi thưởng bên này. À, xong rồi đổi nạp bên này là đổi bên này nhá. Đấy, phần lịch sử rút tiền, mọi người lịch sử rút tiền về thành công ok rất là nhiều luôn đấy, thành công lúc 10 giờ 9 giờ hôm nay mình vừa rút một đơn này, có năm một củ luôn anh em ạ. Đấy, thì nói chung là thôi ngày hôm nay kiếm thế thôi. Đấy, thì tôi chia sẻ để mọi người chia sẻ cho anh em bạn bè quét mã bây giờ sẽ được nhận 3.000 đồng tiền bạc nhí game nhá. Phần hit code này thì nhận mọi người xin code của mình ấy, mọi người mình tặng code miễn phí từ 5k từ 50k đến 300k miễn phí. Bạn nào mà muốn nhận code thì kích cái phần bình luận tải game link game về, có mình để link ở phần Telegram nhá mọi người nhá. Ok thì phần thứ 7 DC này vào hoàn cược tổng trả hoàn cược về mọi người. Em chưa sự kiện hot của game rất hot luôn. Vòng quay này mọi người, vòng quay vàng bạc này, nhấn quay này. Mọi người tích đủ điểm mọi người quay mọi người nhá. Đó thì link game mình để phần mô tả của game này, mình giới thiệu mọi người rất là nhiều rồi, khá uy tín. Đó thì mình để link phần mô tả và phần bình luận video này, bạn nào mà muốn kiếm xin lời hàng ngày và cùng mình nhá. Thì cùng mình gọi là kiếm ít thôi, nói chung là mấy chục gọi là 100, nói chung là bạn nào muốn kiếm nhiều thì phải đầu tư nhiều. Ok. Thì bây giờ mình sẽ gạ Tuấn mít bé nhím đi đâu ấy. Tí về mình sẽ gạ nó chơi một trò chơi chơi trò là mình sẽ băng dính mình để ngoài kia, mình lại không mang vào đây, nghĩa là mình sẽ buộc Tuấn vào buộc băng dính vào Tuấn vào người ấy mọi người á, buộc tay buộc chân buộc các thứ vào, buộc cả buộc vào, xong là mình sẽ giả vờ là nếu mà Tuấn mà thoát ra được khỏi cái băng dính đấy thì mình sẽ cho Tuấn một củ ấy mọi người nhá. Có dễ không? Nên có cả trợ giúp là chính là mình kéo hay là cái gì đấy có trợ giúp nữa. Mình sẽ cho Tuấn một củ nhưng mà no. Mình sẽ cho nó xem lại cái video này mình đã xịt cái này vào cái cốc nước của nó mọi người. Mình sẽ nó về mình sẽ gạ nó uống nước, mình sẽ cho bạn ấy xem lại cái video mà mình xịt cái thùng này, bây giờ mình xịt luôn như thế ấy. Bạn ấy không, mình sẽ lừa bạn đấy là mình sẽ không cho bạn ấy ra nữa, mình sẽ cất hết cả đạn cụ đi đấy. Đấy, hai giọt thôi không mẹ chống hết cái linh kia rồi. Thơm lắm mọi người ạ, cái này của mình thơm lắm, có mùi mùi kẹo. A few moments later. Em ơi. Dạ. Cái quần nhím tay rồi. Tay luôn. Tay dầm rồi. Nhím tay dầm luôn. Nhím tay dầm rồi. Chừng. Nhâm nhâm thế. Nhâm nhím rồi. Cho con nằm luôn. Tít tít. Đi nhìn. Tít tít. Ủa, anh nghe được cái gì?
tôi vui cố. Chắc chưa? Tiền tươi chắc thật. Chuyển khoản. Em lừa anh bao giờ đâu mà. Ông đi. Rồi rồi. Mày xong rồi. Cái này chỉ hâm mà. Nào, chơi gì tiếp? Nào, giúp con, đây để em bảo. Gì? Ê nha, bây giờ em sẽ lấy bông dính. Em buộc anh phải buộc chân tay, buộc tất cả các thứ, buộc chim cả chủng em ạ. Buộc vào đâu? Buộc vào ghế này. Xong là nếu mà anh tự bỏ ra được, anh thoát ra được ấy. Em có kéo, có hết cả gói đạo cụ cho anh thoát ra. Trong... Rồi anh thoát ra được trong khoảng 10 phút gì, khoảng 5 phút gì đấy. Thì em chuyển khoản anh một củ luôn. Trời ơi, đơn giản, ngon rồi con ơi. Tiền tới đi à. Con ngồi đây muốn lấy tiền. Nào đâu. Lấy gì buộc? Bằng dính. Lấy bằng dính ơi. Đâu bằng dính, đâu anh sẽ sẵn chờ đây. Tiền tới ngay mà con. Kiếm tiền thoát dễ con ạ. Con kiếm mẹ thôi. Quá dễ. Nhìn nhờ. Em quay đi đúng không? Quay đúng không? Chơi đi, chơi thì em phải quay đi. Quay đâu? Quay đâu? Đây luôn. Mọi người ạ, mình cảm thấy gọi là quá là đơn giản luôn mọi người ạ đấy. Chứ đấy còn vợ này thường là bày trò cho mình kiếm tiền chơi gái nào đấy. Mọi người đấy, bây giờ ví dụ nhá. Bây ví dụ này trong vòng mình cần một phút là mình thoát hẳn ngay này. Một tay mình cầm kéo, một tay cắt bắt đầu. Ra luôn, quá đơn giản. Để nhanh đưa kéo đây. Rồi. Chiu 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 chiu. Nhanh. Nhanh. Mày làm gì vậy? Mày làm gì đâu? Nhanh. Đưa kéo đây. Trời. Gọi là nói chung là kiếm tiền có đơn giản không nhỉ? Sời. Ý sời. Người. Qua. Nhưng mà từ đã. Cái gì? Trước khi em đưa ra em kéo thì em cho anh xem cái này nhá. Xem gì? Từ đã. Từ bình tĩnh nha. Sổ sổ nên làm gì nhỉ? Xem gì? Đây. Anh ạ. Anh có thích không? Đây là công đức kìa. Không sao cả. Sao? Thì... Để... Mày đi chơi thôi, con chó này. Mày... Ra, mình phải tí, tao cứ cấn lên đây. Mày cái quần này thủng đây. Bốc đỏ tắt đi sao đây? Đành lên. Nhanh. Quay đi ra cho chơi em không đâu. Quay đi ra cho chơi cái mặt em mà chơi ấy. Chơi em bây giờ ấy. Bỏ anh em nào. Em má, chạy chơi rồi. Bỏ ra, cút ra ngoài kia. Hôm nay thì nói về mấy phút nữa. Mình ngắm vào mọi người trường mình mấy phút mọi người nhá. A few moments later. Chúng ơi, anh cảm thấy như thế nào ấy? Em không nhìn thấy cái của anh nó đang gọi là cứng đơ à? Ngoài quay. Nhưng mà đây. Nhưng mà em thích nhìn anh như thế. Ô chị của anh. Mọi người phải hiểu cái cảm giác, rồi hiểu cái cảm giác mà mẹ mà không được kịch ấy mọi người. Thế anh đã biết cái cảm giác của em hôm nọ chưa? Ai bảo nó hôm nọ em còn... Nhưng mà hôm nọ nha, trong clip anh vẫn cho em nha. Đâu ra? Cả thế à? Không phải đi đâu. Em ơi. Em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ai hốt đi mà. Mình cũng chào thằng kia. Ơ nhờ. Anh người kia thằng kia. Yêu đi. Mẹ tao mà ra thì mày chết đấy. Còn lâu anh mới ra được nhá. Ơ đi cháu. Nào mày ta đi. Mình chào kia. Mày. Lát ta phải chết đi nè. Cho mày gọi là lên bờ cũng ruộng luôn. Không, tí nữa em tắt máy quay thì em tự nhà cũng được mà. Em không cần anh ra anh tự nhà cũng được mà. Đúng rồi, nhưng mà cởi ra cho nó nhanh. Cởi lâu thì mới cởi được. Tiếp theo trời. Ra. Một. Thì mình đã hưởng thụ, em đi để hưởng thụ. Anh không có chịu à? Mẹ buộc này có chịu làm được cái gì? Mẹ con chó mày nữa. Bỏ ra. Bỏ ra. Đây nào. Đâu mình cắn được. Cắn đây là này. Mày cút mẹ đi. Biết không? Lấy cốc nước, lấy một cốc nước đi. Lấy cốc nước. Làm gì? Để uống. Cốc nước ấy, đi chạy lấy cốc nước. Này. Cấm làm gì? Ok. Cho lắm. Đi lấy. Em làm gì? Mà cho lời tạm biệt lần cuối. Bye bye mọi người, tới công chuyện.